Tại Diễm Châu, sự an toàn của khách hàng luôn đặt lên hàng đầu. Chuỗi 3 nhà thuốc Diễm Châu là sự kết hợp giữa mô hình nhà thuốc Tây truyền thống với các cửa hàng bán mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp hiện đại. Diễm Châu luôn quan tâm sâu sắc và cam kết chất lượng trong từng nhà thuốc cũng như toàn bộ chuỗi hoạt động của mình. Từ việc đảm bảo cho những công thức bào chế thuốc tầm quốc tế của dược sĩ Diễm, cho đến các loại mỹ phẩm được dược sĩ nghiên cứu từ những thành phần tự nhiên nhất cho việc dưỡng da chuyên sâu và lâu dài. Diễm Châu luôn tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc các loại mỹ phẩm được mua từ các nhà phân phối hợp pháp, phù hợp với làn da châu Á nhất và bảo đảm chất lượng cao của các sản phẩm làm đẹp. Hành trình săn sóc, cấp dưỡng cho một làn da khỏe đẹp không đơn giản chỉ là mua và dùng. Tất cả đều phải nghiên cứu và chọn lựa cẩn thận. Từ việc trang điểm đến dưỡng da sau tẩy trang đều phải chọn lựa các loại mỹ phẩm phù hợp với da và độ tuổi của mình nhất. Diễm Châu, nơi tư vấn sức khỏe làn da miễn phí cho từng khách hàng, cũng như là nơi cung cấp các sản phẩm phục hồi và tái tạo cho làn da khỏe mạnh và không tì vết. Diễm Châu, nơi chữa trị những vấn đề về da liễu đạt chất lượng cao, đảm bảo một sắc đẹp mãi trường tồn theo thời gian, chứ không phải chỉ đơn giản 4 từ bôi son trét phấn.